Nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị phát huy sức mạnh và đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học trong việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành công thương. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong công tác tham mưu, tư vấn chính sách, đưa nhanh những kết quả nghiên cứu và thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành công thương theo hướng hiện đại, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành công thương cũng như góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số viện nghiên cứu, trường đại học đã phát biểu ý kiến, đánh giá về công tác khoa học và công nghệ của đơn vị trong thời gian qua và đề xuất các nhiệm vụ triển khai gắn với nhiệm vụ nâng cao năng lực tự chủ về sản xuất và thị trường, hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới, có tính độc lập, thích ứng và chống chịu cao trước các tác động lớn, bất thường từ bên ngoài trong giai đoạn tới.